Honda Vario 125 đã được phân phối chính hãng tại thị trường Việt Nam. Mấy ngày hôm trước thì Honda Vario đã được ra mắt trên toàn quốc rồi mọi người. Thì hôm nay hệ thống Hồng Đức của mình đã có xe về và mình quay giới thiệu chi tiết cho mọi người xem. Honda Việt Nam sẽ phân phối hai màu nha mọi người. Một cái màu xanh này thì sẽ là phiên bản thể thao, và một cái màu nữa là màu đen mờ đó thì là phiên bản đặc biệt. Thì để mình sẽ có một clip phân biệt hai xe giữa hai xe cho mọi người cùng xem. Thì bây giờ mình cùng xem chi tiết chiếc thể thao mình đã có ở đây đi các bạn. Đầu tiên về phần đầu xe ha. À, chia sẻ với mọi người luôn thì chiếc phân phối chính hãng này nè, nó y chang chiếc đang được bán tại thị trường Indo thôi mọi người ơi. Nó khác là nó không có hai cái bát biển số thôi. Đó. Thì cái này chắc là mấy bạn mà đi xe nhập Indo á sẽ qua bên mình lấy cái mặt nạ này để về gắn lại cho nó gọn ha. Rồi. Thì đi từ phần đầu xe. Chiếc Vario 125 này được các bạn yêu thích là tại vì cái thiết kế nó rất là gọn gàng. Nó không có to ra như là 160, và hệ thống đèn pha của xe thì sẽ là hệ thống đèn pha full LED nha mọi người. Cả xi nhan cũng là đèn pha LED luôn. Rồi đi dần qua bên đây thì chúng ta có cái phần cánh yếm của nó. Có hai cái khe hút gió này mọi người thấy không? Hai cái khe này là khe hút gió thật nha. Để khi mà mình chạy tốc độ nó cao một xíu á thì gió nó luồn vô, nó ổn định cái phần đầu xe của mình hơn. Rồi xích xuống phía dưới thì chúng ta có phần phuộc xe, đây là phuộc số qua luôn nha mọi người. Ồ, hãng số qua thì khỏi phải chê rồi, phuộc rất là ngon luôn rồi. Tiếp đến nữa thì chúng ta có con heo Tokiko nè. Giống như những chiếc Vario 160 bán chính hãng tại thị trường Việt Nam á thì là heo Nissin. Xe Vario 125 nhập Indo nên là heo Tokiko. Hai cái này thì mình thấy nó cũng tương tự nhau thôi mọi người, nó không khác nhiều đâu. Rồi, đến tiếp theo là cái phần mâm xe. Cái mâm xe này nó được sơn màu vàng đồng nè. Cái màu vàng đồng này mình thấy nó hơi rêu phong một xíu vàng đồng nó không có tươi lắm. Đấy. Và cái phần đĩa xe là cái đĩa bông. Trước đây Vario á nó không sử dụng cái vành với cái đĩa này đâu mọi người. Cái này là nó tương tự như cái mẫu Vario 125 150, giống như mẫu Vario 150 trước đây. Rồi, bánh trước á xay vỏ là 90 nha. 90 vành 14. Rồi chúng ta đi lên tới phần mặt đồng hồ của xe đi để mình mở lên cho mọi người xem luôn nha. À, phần mặt đồng hồ thì cũng hiển thị đầy đủ tất cả các thông số hết. Và cái này nó cũng tương tự như mấy mẫu Vario khác rồi các bạn ơi. Với chúng ta sẽ có hai cái cụm hai bên. Cái cụm này là cái cụm gời nha. Chỉ có chiếc Vario 160 với chiếc 125 này là cụm gời thôi. Cái này về mấy bạn dễ độ chế nâng cấp lên ha. Rồi xích xuống phía dưới này thì chúng ta sẽ là cụm khóa Smart Key. Khóa Smart Key 2 nút nha. Đây, mình có khóa Smart Key 2 nút. Và bên đây thì sẽ là một cái hộp đĩa đồ. Cái hộp đĩa đồ này á, ở trong nó có thêm cái cổng sạc điện thoại nữa. Cổng sạc USB-A. Chưa có cổng Type-C như SH350 nhưng mà cổng USB-A này cũng nhanh, cũng hơn 10W thôi. Và khá sâu nha. Cái này để được chiếc điện thoại Pro Max luôn á. Rồi, sàn để chân nè. Và tới cái phần gầm xe đi mọi người. Gầm xe này khoảng sáng gầm nó 131mm. Thì mình thấy là khoảng sáng gầm này sẽ thấp hơn Honda E-Black nha các bạn. E-Black là 141. À, vậy là nhiều hơn. E-Black cao hơn 1cm. Rồi, cũng không đáng kể nhưng mà cũng là thấp nha các bạn. Tới phần chiều cao yên. Đây, chiều cao yên 769. Chiều cao yên thì cũng là chiều cao yên là cũng thấp hơn E-Black luôn á mọi người. Nhưng mà còn thấp hơn Vario 160 luôn. Thì cái này các bạn trẻ nè, hoặc là mấy bạn nữ đi cũng cực kỳ hợp lý. Tại vì cái phần sàn để chân là sàn phẳng thì mọi người lòn chân qua thôi. Các bạn nữ đi dễ thương lắm nha. Mặc váy nữa, dễ lên xe. Và mình đi đến phần tem xe bên này nha. Tem xe bên này á thì chiếc Vario 125 này là tem dán thôi. Chỉ riêng chiếc đặc biệt á, những bản đặc biệt màu đen mờ á mới là tem nổi nha. Rồi khi nào có bản đặc biệt mình sẽ giới thiệu với mọi người sau. Xe thì có ở cửa hàng rồi nhưng mà mình chưa chạy ra đây quay. Hẹn mọi người ở clip sau nha. Rồi đến phần tay giác thì cái tay giác này cũng là cái màu vàng đồng luôn. Màu vàng đồng rêu phong. Giống với cái phần mâm xe. Bánh sau thì sẽ là bánh 100 nha mọi người. Size lốp là 100. À, tới phần động cơ đi. Cái phần động cơ này nè, động cơ 125 2 van là động cơ FD á. Thì hiện tại Honda Việt Nam đâu còn chiếc nào 2 van mà 125 nữa đâu mọi người. Nhưng mà xe nhập Indo này thì mới có nha. Với cái động cơ 2 van á thì mình thấy ưu điểm của nó là sẽ tiết kiệm nhiên liệu hơn. Còn nếu như được 4 van thì nó sẽ thích hơn đó mọi người. 4 van thì nó sẽ bốc hơn nhưng mà nó sẽ hơi hao nhiên liệu hơn xíu. 2 van thì nồi mình thấy cũng êm lắm á. Nãy mình có chạy thử rồi. Rồi, phía sau thì cũng là đèn hậu LED và đèn xi nhan LED. À, đó là Vario 125 tại hệ thống Hồng Đức. Và mức giá thì cũng đã có rồi, mọi người cứ để lại bình luận phía dưới đi để mình hỗ trợ mọi người nha. Xe đã về cửa hàng của mình và có đủ màu hết cho mọi người chọn. Các bạn cứ ghé cửa hàng nào của hệ thống Hồng Đức gần với mọi người nhất để bên mình hỗ trợ các bạn, rồi tư vấn cho mọi người và dành ưu đãi cho các bạn nha. Ok, xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Hồng Đức cùng bạn trên mọi nẻo đường.